Chào các bạn, hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách tính các cái chi phí như là chi phí thẩm định dự án đầu tư này, rồi là chi phí thẩm tra phê duyệt kế toán cũng như là chi phí kiểm toán độc lập theo thông tư số 19 thông tư 09 năm 2016 của Bộ Tài chính ban hành. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ bật phần mềm G8, sau đó thì tôi giả thiết bây giờ tôi sẽ nhập một số cái đầu việc và để tôi cho nó có số liệu để hướng dẫn các bạn. Đó. Thế thì bây giờ tôi có một cái công trình, tôi giả thiết như này thôi ạ, cho nó có số liệu. Thế thì các cái chi phí mà của Bộ Tài chính ban hành đó thì sẽ nằm ở cái bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình ở đây, ở bên sheet tổng hợp kinh phí mà tôi vừa bấm ở đây. Đó. Trước khi đi vào cái chi phí ở phía dưới thì tôi sẽ mở cái thông tư của Bộ Tài chính ra để chúng ta xem. Trước mắt chúng ta đang là cái thông tư số 09 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành ngày 18 tháng 1 năm 2016. Đó. Và ở tại điều số 21, tôi dở điều số 21 ra, cỡ trang số 19 ở đây. Điều 21. Bộ Tài chính hướng dẫn về cái chi phí thẩm tra phê duyệt kế toán và chi phí kiểm toán độc lập. Thì trong này Bộ Tài chính có nói rõ là cái điều 28 khoản 1 thì là xác định chi phí thẩm tra phê duyệt kế toán, chi phí kiểm toán độc lập. Đấy. Là định mức chi phí thẩm tra phê duyệt kế toán và định mức chi phí kiểm toán. Đấy. Thì là được xác định dựa trên cơ sở là tổng đầu tư được phê duyệt của dự án. Đấy. Và nhân với cả cái tỷ lệ phần trăm, tức là cái định mức đấy ạ, mà được cho ở trong cái bảng phía dưới đây ạ. Ví dụ như tổng mức đầu tư mà của chúng ta là 10 tỷ thì tỷ lệ thẩm tra phê duyệt sẽ là 0,65% và chi phí kiểm toán sẽ là 1,075%. Thế còn nếu mà nó là 28 tỷ rưỡi chẳng hạn thì chúng ta sẽ nội suy giữa hai con số giữa đây và tỷ lệ sẽ ở cái khoảng này giữa các cái con số này. Đó. Và một vấn đề nữa thì chúng tôi đã ở đây thì nó có vấn đề là cái tổng đầu tư này thì nó lại bao gồm cả các cái chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán. Thì đã có một số đơn vị đã hỏi Bộ Tài chính về cái vấn đề này. Thế thì cũng đã có một số đơn vị hỏi Bộ Tài chính về vấn đề này. Thì tôi đã dở cái trang web của Bộ Tài chính, địa chỉ là mof.gov.vn như trên màn hình chúng ta nhìn ở đây. Và đây chính là trang web của Bộ Tài chính. Và ở mục đầu tư, hỏi đáp về đầu tư, chi tiết hỏi đáp, câu hỏi số 73 được công ty kiểm toán CompPT hỏi Bộ Tài chính vào ngày 25 tháng 11 năm 2014. Đấy, thì về cái vấn đề về kiểm toán thì câu hỏi là công ty kiểm toán CompPT đã ký hợp đồng với chủ đầu tư để thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Phí kiểm toán được tính theo quy định tại điều 18 thông tư 19 2011 Bộ Tài chính. Cụ thể là đơn vị CompPT đấy họ tính như sau này. Chi phí kiểm toán sẽ bằng tổng đầu tư nhân với cả tỷ lệ phần trăm nội suy cộng với cả thuế giá trị tăng. Đấy. Tuy nhiên thì họ có một cái thắc mắc là đơn vị thẩm tra quyết toán lại tính chi phí kiểm toán dựa trên là tổng mức đầu tư nhưng mà lại là trừ đi cái phần thuế giá trị tăng. Đấy. Thế cho nên là và cụ thể là cái chi phí kiểm toán sẽ bằng tổng mức đầu tư ở đây được phê duyệt trừ đi thuế giá trị tăng. Có nghĩa là đơn vị thẩm tra yêu cầu là phải lấy giá trị trước thuế mà nhân với cả tỷ lệ phần trăm, sau đó cộng với thuế giá trị tăng. Và công ty kiểm toán CompPT mới hỏi Bộ Tài chính xem là như vậy thì có đúng hay không và đề nghị Bộ Tài chính giải đáp. Và phía dưới chúng ta thấy là Bộ Tài chính trả lời. Thì các bạn có thể xem kỹ các cái điều khoản ở đây. Tuy nhiên đây thì tôi nói vắn tắt lại. Thì Bộ Tài chính có hướng dẫn là cái từ tổng đầu tư ở trong cái điều 21 điều 21 ở thông tư số 09/2016 nó cũng tương tự như cái điều 18 trong thông tư 19 năm 2011.
Cách tính thì giống nhau, chỉ khác nhau về cái tỷ lệ phần trăm mà thôi. Thì ở đây tôi quay trở lại chỗ này thì Bộ Tài chính hướng dẫn là tổng mức đầu tư ở đây là bao gồm hai thứ. Một là chi phí dự phòng. Hai là đã bao gồm thuế giá trị tăng. Có nghĩa là cái tổng mức đầu tư ở đây chúng ta phải hiểu là tổng mức đầu tư sau thuế giá trị tăng, và nó đương nhiên là bao gồm cả chi phí dự phòng. Đấy. Và do đó thì Bộ Tài chính dẫn tiếp là chi phí kiểm toán ấy nó sẽ bằng là cái tổng đầu tư sau thuế. Sau thuế tức là đã bao gồm thuế giá trị tăng đấy ạ. Đấy, nhân với tỷ lệ và sau đó thì cộng thêm thuế giá trị tăng. Và cuối cùng là Bộ Tài chính kết luận là gì ạ? Đây ạ, là cách tính của đơn vị, tức là của công ty kiểm toán Compt đấy ạ, là đúng với quy định. Và tất nhiên là nói như thế thì có nghĩa là nếu như mà đơn vị thẩm tra mà tính theo là chi phí xây dựng trước thuế để nhân phần trăm là không phù hợp. Thế như vậy là chúng ta đã có câu trả lời rất rõ ràng và có cái sự trả lời rất là công khai minh bạch ở trên website của Bộ Tài chính. Do đó thì tôi quay trở lại bên phần mềm dự toán G8. Thì hiện nay chúng tôi đã tính cái chi phí thẩm định, thẩm tra và chi phí phê duyệt kiểm toán độc lập là dựa trên cái chi phí xây dựng, là dựa trên tổng đầu tư sau thuế. Tôi sẽ bôi đỏ những cái con số để chúng ta sẽ dễ theo dõi. Đây. Thế thì chúng ta kiểm tra công thức của nó. Cái chi phí thẩm định sẽ bằng cái tỷ lệ phần trăm, mà đây thì là tại thời điểm bây giờ là tháng 6 năm 2016 thì chúng ta tra theo cái thông tư 176 năm 2001 của Bộ Tài chính thì là bằng tỷ lệ phần trăm, mà tra trong cái thông tư đó nhân với cả cái tổng chi phí tổng mức đầu tư sau thuế. Chi phí thẩm tra phê duyệt kế toán cũng bằng tỷ lệ phần trăm, mà tạm thời trước mắt hiện tại thời điểm hiện tại chúng ta sẽ tra ở trong cái định mức của Bộ Tài chính ban hành trong thông tư 09 năm 2016 ban hành ngày 18 tháng 1 năm 2016. Thì chúng ta tra được các tỷ lệ phần trăm này dựa trên cái tổng đầu tư sau thuế là 21 tỷ ở đây, 21 tỷ 967 ở đây. Tương tự như vậy chi phí kiểm toán độc lập ở đây thì cái chi phí trước thuế của kiểm toán độc lập nó sẽ bằng cái tỷ lệ phần trăm mà được tra trong cái thông tư này 009 mà nhân với sau thuế. Ở đây thì cái cột này là cột G. Đấy, cột G này thì chính là chi phí xây dựng trước thuế. Đây, cột G là chi phí trước thuế đấy ạ. Như vậy, đúng theo cái hướng dẫn của Tài chính là chi phí trước thuế của các chi phí thẩm tra thẩm định kiểm toán này ấy, sẽ bằng tỷ lệ phần trăm tra trong thông tư tương ứng nhân với cả chi phí này sau thuế, tổng mức đầu tư sau thuế. Đó. Tiếp theo thì cái cột H này là cột thuế giá trị gia tăng. Đó. Hạn thuế giá trị tăng. Thì thuế giá trị tăng này, cột này sẽ bằng là cái cột này mà nhân 10%. Ô này sẽ bằng là cái trước thuế nhân 10% và ô này sẽ bằng ô trước thuế nhân 10%. Và cái sau thuế thì đương nhiên là bằng trước thuế cộng với cả thuế VAT. Đây cũng tương tự, trước thuế cộng thuế. Tuy nhiên một số trường hợp mà như các cái này thì thẩm định thẩm tra mà do chính các cơ quan nhà nước họ thực hiện thì có lẽ là cái này sẽ không cần thiết nữa. Thì chúng ta sẽ bỏ nó đi bằng cách là chúng ta bấm vào cái sửa mẫu tổng cái phí này. Sau đó trong cái mẫu này thì chúng ta bôi đen hai cột này và chúng ta delete nó đi, chúng ta xóa nó đi và chúng ta xếp cái mẫu ấy lại. Sau đó thì chúng ta đóng cái mẫu thì lúc đó G8 sẽ nạp lại mà sẽ không còn hai cái ô này nữa. Đó. Thế thì là như vậy là theo cái bản mới là dự toán G8 đã thêm cái mục số 7 này, là mặc định là có mục số 7 là các cái chi phí hậu kiểm bao gồm thẩm định, thẩm tra và kiểm toán độc lập là tính dựa trên chi phí xây dựng sau thuế, tổng mức đầu tư sau thuế để mà tính. Đó. Và đây ở dòng cuối cùng, dòng số 53 này ấy, thì chúng tôi có một mục là tổng cộng nhưng mà sau kiểm toán, tức là ý chúng tôi muốn nói là sau tất cả các cái khâu hậu kiểm, thẩm tra, thẩm định và kiểm toán độc lập ở đây. Đó, thì chúng tôi dùng một từ tạm thời chúng tôi dùng một từ chung là sau kiểm toán. Thì cái sau kiểm toán này tất nhiên nó sẽ bằng là cái tổng đầu tư trước kiểm toán cộng với cả các cái chi phí thẩm tra, thẩm định và kiểm toán ở đây. Đây là trước thuế. Tương tự như vậy sau thuế thì cái này nó sẽ bằng là tổng đầu tư trước thuế cộng với cả cái
chi phí thẩm tra thẩm định kiểm toán ở đây. Đó, và đây chúng tôi gọi là tạm gọi là tổng cộng sau kiểm toán. Đó, và cái làm tròn này đương nhiên nó sẽ bằng là cái tổng cộng này mà chúng tôi bỏ ba chữ ba cái con số ở sau đi, làm tròn cho nó gọn nhẹ. Đấy. Thế thì như vậy với cái phiên bản dự toán G8 mà chúng ta cập nhật từ ngày mùng 4 tháng 6 năm 2016 trở đi thì G8 đã mặc định tính cái chi phí thẩm tra thẩm định ở mục số 7 gồm có 3 mục 71, 72, 73 và là nó theo cái chi phí tổng mức đầu tư sau thuế đây. Đó. Và cũng tại cái bản cập nhật ngày mùng 4 tháng 6 năm 2016 này trở đi thì chúng tôi ở thanh công cụ dưới cùng chúng tôi thêm một cái mục là tùy chọn khác ở đây ạ. Vâng, đấy, tùy chọn khác. Trong này từ dưới lên trên thì tôi đang tập trung vào cái chi phí số 7 này, thẩm tra thẩm định và kiểm toán, thì chúng tôi đã mặc định là cái chi phí kiểm toán và thẩm tra thẩm định ấy là sau khi tính tổng đầu tư, có nghĩa là sau khi tính được cái 21 tỷ ở đây. Và chúng tôi có ghi chú rất rõ ở đây là tính các chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định dự án đầu tư xây dựng là dòng số 71 đấy ạ. Thẩm tra quyết toán ở dòng số 72 đấy ạ. Chi phí 7 số 7.2 đấy ạ. Và kiểm toán độc lập đấy, chi phí kiểm toán độc lập dòng ở cái chi phí 73 đấy ạ. Đó, thì là sau khi hay là trước khi xác định tổng mức đầu tư ở cái mục này. Đó, thì mặc định G8 đã để là kiểm toán sau thuế. À, kiểm toán sau tổng mức tư, tôi xin lỗi, tôi nói nhầm. Kiểm toán sau tổng mức tư. Đó. Tuy nhiên, nếu như ai đó không đồng ý với cái phương án này, có nghĩa là chúng ta không đồng ý với câu trả lời này. Vâng, tôi không nghĩ là có nhiều người không đồng ý với cái này lắm, mà tôi nghĩ rằng là khi mà Bộ Tài chính đã hướng dẫn rất chi tiết ở đây rồi thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên theo phương án này. Đây chính là trang web của Bộ Tài chính, chúng ta nên theo. Tuy nhiên một ai đó nói rằng là tôi không thích theo, tôi thấy rằng nó không hợp lý, tôi thấy rằng nó nói tóm lại là nó không phù hợp với tôi, thì chúng ta bỏ tích đi. Tôi không quan tâm lắm về cái chuyện là tại sao các bạn không thích nó, tôi chỉ quan tâm với là các bạn không muốn tính theo như thế thì chúng ta sẽ bỏ dấu tích đi và chúng ta bấm chấp nhận. Thì lúc đó cái mục 7 ở phía dưới không còn nữa và chúng ta sẽ thay cái chi phí mục 7 đó bằng ba cái mục 56, 57 và 58 ở đây. Tôi bôi một cái màu đỏ để chúng ta dễ quan sát. Đó. Và cái chi phí đấy nó sẽ được tính dựa trên cái chi phí trước thuế như ở đây. Chúng ta xem. Đây. Tôi lấy ví dụ. Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán chỗ này sẽ bằng cái tỷ lệ phần trăm mà nội suy, tất nhiên là cũng theo cái thông tư 09/2016. Nhưng mà là dựa trên cái con số 18 tỷ 066 triệu đây. Tất nhiên con số này thì nó bằng cái con số này thôi ạ. Tôi bôi màu bôi để chúng ta cùng quan sát hai con số này giống hệt nhau. 188066 725136,2 725136,2. Hai con số này bằng nhau. Đó. Thế thì ở đây nó nhân cái tỷ lệ phần trăm nhân với ô này thì cũng chẳng khác nào ở đây mà nó nhân với cả cái ô này cả. Đó. Tương tự như vậy, cái thẩm tra phê duyệt quyết toán nó sẽ bằng tỷ lệ phần trăm mà nội suy theo thông tư 09/2016 của Bộ Tài chính nhân với cả cái chi phí xây dựng tổng đầu tư trước thuế ở đây. Trước thuế ở đây. Đó, thì nó như nhau, hai cái ô này là như nhau thôi ạ. Thật ra chúng tôi phải nhân cái ô này mà chúng tôi không nhân ô này để tránh cái tình trạng ấy là nó tạo ra một cái vòng lặp luẩn quẩn lòng va lòng vòng. Có nghĩa là cái tổng đầu tư ở đây nó bao gồm cái này, xong rồi cái này lại bằng tổng đầu tư nhân với cái này, thì điều đó nó không thể xảy ra được. Không tin thì các bạn thử làm trong Excel, các bạn thử làm lòng vòng như vậy xem Excel sẽ nói gì. Và Excel, tất nhiên là Excel nó sẽ thông báo các bạn là nó sẽ không làm được đâu ạ. Nó báo là một cái thông báo mà có một cái từ khóa là cycle reference, tức là tham chiếu lòng vòng và nó không làm được. Đó. Tuy nhiên thì tôi không khuyến nghị mọi người làm theo phương án này, bởi vì làm theo phương án này là chúng ta lấy cái trước thuế mà nhân tỷ lệ phần trăm và điều đó nó không phù hợp với cả cái hướng dẫn ở đây của Bộ Tài chính. Cho nên là dẫu gì thì tôi vẫn muốn các bạn sẽ tích lại vào cái tùy chọn khác ở đây và các bạn chọn cho tôi là kiểm toán sau tổng đầu tư, sau đó các bạn bấm chấp nhận, thì lúc đó cái mục cho cái chi phí kiểm toán ở đây nữa, thẩm tra không còn đây nữa và nó đã đưa xuống cho các bạn như mục 7 ở đây mà như vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn một cách chi tiết. Đó. Vâng.
Thế thì như vậy với cái video này tôi đã làm sáng tỏ cho chúng ta cái việc mà tính cái chi phí thẩm tra thẩm định kiểm toán này, mà từ xưa nay là khi mà chưa có cái hướng dẫn của Bộ Tài chính thì rõ ràng là chúng ta làm nó cũng có thể là bị sai, nhưng trường hợp là chúng ta để ở phía trên này nó không được phù hợp lắm. Đấy, và tôi xin chúc các bạn thành công. Xin chào các bạn.